Hello cả nhà yêu. Đấy, hôm nay mình lại vào bếp thổi cơm. Đấy, trưa ở nhà hôm nay lại vào bếp nấu cơm. Cơm trưa. Đấy, hôm nay mình lại chia sẻ một món ăn rất chi là đơn giản mà dân dã mà lại cực ngon. Chắc cũng nhiều người biết và một số người chắc không ai biết. Đây là cái món này, là món cái này là cái búp cải đắng đấy, cả nhà. Búp cải mà bà con mình là hay múa dưa đấy. Bóc cái lá ra để múa dưa, còn cái búp non này này. Ăn đắng lắm. Cái này chỉ những người ăn được đắng thôi. Đấy. Đắng còn hơn cả mèo Sa Pa. Đấy. Hôm nay mình sẽ làm món gọi là thịt chiên xào, chiên lên xong bắt đầu xào với lại búp cải đắng này. Món ăn này chắc là cũng nhiều người cũng biết mà một số người chắc cũng không biết. Xào búp cải đắng rất ngon. Đấy. Đấy. Thịt về mùa này đắt đỏ quá cả nhà ơi. Cái này 4 lạng thịt này. Đấy. 4 lạng thịt 60.000 bạc này. Mua con em mình nó bán thịt bây giờ đắt lắm, lợn đắt. Thế bây giờ mình sẽ cho cái miếng thịt này đi luộc lên, luộc lên xong rồi mình mới cho vào chiên lên, đấy. Gọi là rán đấy, quê mình cứ gọi thịt rán là nhanh nhất, nhưng cái từ chiên thì nó chung chung. Luộc lên xong bắt đầu rán lên, xong bắt đầu là thái ra xào cái búp cải đắng này, ăn phải nói chúa thần ẩn luôn, tuyệt vời ông mặt trời. Không còn nói gì cả, cái búp cải đắng này. Đấy. Ăn ngon lắm, món ăn rất đơn giản mà nhưng mà làm cái này là phải những người ăn được đắng, nhưng mình ăn được đắng rồi, vợ con thì mình lại ít ăn đắng, nó không ăn hầu thì nó không ăn. Cái búp cải này, búp cải đắng, cải này người ta chuyên muối dưa đấy cả nhà, cải dưa đấy, người ta bóc cái đấy muối dưa rồi còn cái búp này, cái này mà xào thịt trâu ăn ngon lắm cả nhà, giống kiểu là cải mèo Sa Pa, cải mèo trên vùng Tây Bắc nó xào thịt trâu rất ngon, nó đắng đắng. Ngày xưa mình trên Tây Bắc ăn thịt trâu thì thích ăn thịt trâu xào rau cải. Thời chân trâu cắt cỏ mình ở sống trên đấy. Đấy, món ăn rất đơn giản nữa. Bây giờ mình ra đi luộc mình cái chia sẻ đấy. Bữa cơm ngon lành cành đào luôn. Tí nữa mình xào xong mình làm một đĩa mình review trước. Đấy, cho thịt vào xong và đổ nước vào đi luộc trước đã. Làm rau cỏ xong. Đấy, cả nhà ơi, mình đi cắt cái này xong rồi đi rửa sạch đi, xong rồi tí nó thái khúc này. Cắt cái này vứt đi. Nó nổ từng bẹ ra này. Cái đắng. Búp này cải đắng, cải mua dưa đấy, còn cái búp này. Đảm bảo cả nhà con thịt trâu với mình mua xào thịt trâu ăn rất hợp mà ngon. Nó đắng mà. Tí nữa mình sẽ xào là món là thịt quay xào búp cải đắng cả nhà, nhặt sạch đi nha, đi rửa sạch đi, là món ngon lắm cả nhà ăn cái này. Thì bình thường chỉ cần luộc thịt lên là thái lên là xào cũng được, nhưng mà mình thấy ăn cho kiểu thơm thơm ngon đấy cả nhà. Cái này già quá thì vứt đi này, thì là mình quay nó lên thôi chứ còn ăn ngon lắm. Còn trước lợn ngày xưa ấy, 30 năm về trước hay 40 năm về trước đấy, mình ăn ngon lắm. Không phải quay được kiểu thịt. Cứ thế là thái ra là xào với cái cải mèo đắng ngon lắm. Ăn rất chi là ngon. Đấy cả nhà. Bây giờ mình rửa sạch đi, mình xếp lại, mình cắt từng khúc ra. Đấy, thịt mình đang luộc rồi, luộc xong rồi quay qua. Bây giờ mới thái ra, mình xào cái này. Đấy, búp cải đắng xào thịt lợn quay rất chi là ngon. Cho tí muối vào hột đấy, ngâm còn 3 đến 5 phút thôi. Rửa sạch. Rửa sạch mình xếp từng tàu vào như này, xếp từng tàu thái cắt khúc ra vừa ăn. Đấy, rất đơn giản thôi, ngon lắm cả nhà. Mình chia sẻ những bữa cơm gia đình như thế để lưu lại kỷ niệm anh em thứ bảy chủ nhật liên hoan cơm nước. Mà cái khi mình đang làm cái này, đang làm cái này tí nó có mùi ngon thật đấy, nhưng mà các em nó này gọi nó lại phải chạy. Ý, cái giống uống rượu mồi ngon phải có bạn hiền, uống một mình cũng không ngon đâu. Như thế. Nhiều khi nhà vợ đang dọn cơm rồi rót rượu tận mồm lại thôi, và tớ đi chỗ khác. Đến các anh các em nó gọi mỗi chủ nhật thôi. Như vậy nó nghỉ.
mấy con gà nó dạn lắm cả nhà. Ăn không hết ý, nhiều lắm, có đẻ nhiều. Nay gà rừng ấy, má thì bên gà che ta, má bên kia này gà rừng đấy, bên má bên này nó trắng này. Lai lung tung nhà mình. Cái loại này gà di này nó lai lung tung ngon lắm. Ôn liên thuyên nhiều bây giờ mình ấy. Chắc là mình đi thái thôi. Thái khúc ngắn ra để ăn cho vừa ăn. Những cái này mình xếp vào mình thái. Sau ngâm phút, ngâm muối lên này, 5-6 phút rồi. Xếp vào mình thái từng khúc ra vừa ăn thì xào nó ngon. Đấy, mình thái hết rồi. Còn cái búp này, cái búp non này chẳng cần thái được. Búp non nó bé. Thế là xong. Chỉ chờ thịt sôi xong bắt đầu là vớt ra là luộc lên xong quay. Quay xong rồi thái xào là xong chứ mình sẽ làm đĩa review trước cho cả nhà xem. Ngon lắm cả nhà, nếu những món này phải ăn những người trên Tây Bắc ấy. Người ta những món này người ta rất tì bình thường. Đấy. Đấy, cả nhà này mình cho dầu nó già lên đã. Đấy. Thịt mình luộc rồi. Đấy. Luộc lên xong bắt đầu mới cho vào đây chiên lên. Đấy, cả nhà luộc cho vào đây chiên lên xong bắt đầu thấy thái ra bắt đầu xào đó. Thịt heo chiên xào với búp cải đắng rất chi là ngon. 1 2 3 Wow, bắn lắm cả nhà. Đấy. Bắn bươm. Chiên nó thường thích, nếu mà thích ăn nó gì thì cho nó vàng. Còn như bình thường cứ thế này là thái ra là xào được rồi, ăn rất ngon. Theo chiên xào nữa. Búp cải đắng nổ vào búp chỉ nên tự thái nữa. Ăn vào tuyệt vời ông mặt trời. Làm bếp thế này nhiều khi mình cứ bình thường cho mình không quay kiểu như này đâu, đến bữa là mình chiến thôi, đến và làm xong đến bữa là ngồi ăn thôi, là quay thôi. Nhiều bạn mà cứ bảo là làm là phải là chia sẻ từ lúc nào, cũng mình có một mình thôi, có nghĩa là chỉ đến bữa ăn là mình chào vào là quay cho cả nhà như tất cả các mình. Với cả nhà bây giờ mình chiên xong rồi mình mang ra đây mình thái. Đó. Cái này để tí nước phi vàng này là xào mình thái nhỏ miếng mới vừa ăn. Wow, thái xong rồi thơm như cả nhà ấy. Rồi mình mang đi xào đó. Thì sao mới búp cải đắng thôi. Đây là chiến đấu nó chưa rồi. 11 rưỡi rồi. Cho vào đảo lên. Thế là xong rồi. Phi vàng lên. Thành mỡ to phi thơm lên. Dầu ấy. Dầu trong này mỡ lợn đắt quá. Lợn hơi lên 90. 90.000 một kg lợn hơi. Thịt đắt quá. Bà con lại quay ra ăn dầu ăn. Nhà quê nó khổ lắm rồi, thiếu được cái nọ mất cái kia, nông thôn khó khăn thời buổi. Mình cho rau cải vào sao, búp cải đắng vào sao đây. Đấy, cái này cả nhà này, sao là mình cho nước mắm, sao một nước mắm nhé cả nhà nhé, nó tạo vị thơm của cái mùi nước mắm cái này. Rót vào cái lọ cho để được cái kia. Dốc hết vào cái nọ, mình chứng hết rồi đổ vào chứ. Cho nước mắm nữa. Pha với thịt mà. Có vừa nó lại mặn chết. Đó, cái nhà tôi cho thêm vào cả nhà. Thơm lắm, đặc trưng, thơm cực kỳ luôn. Thơm quá cả nhà ơi. Rất chi là ngon, thế mà mình cho mì chính vào đã này. Cho xì bé bé, cho hắn ba xì à. Đó, rất đơn giản mà rất chi là ngon cả nhà. Cho nên là nồi rau luộc, ai không ăn được cái món này thì ăn món khác. Vợ mình về đó luộc rau này. Bà mẹ đẻ mình ăn cái này. Mình đảo lên thôi, đổ thịt vào là đảo lên là xong. Rất đơn giản. Cái gì? Thịt quay đấy. Luộc lên xong mới quay này cả nhà đấy chưa? Biển khéo vết đấy nhỉ. Cả nhà nhỉ.
cả nhà xem thấy hay thì cho Biển một like và đăng ký ủng hộ cho mình để cho mình ra nhiều video nó hấp dẫn hơn. Tóm lại là chỉ mình cứ nói thế thôi, nhưng chỉ loanh xoay quanh kênh của Biển chỉ về ăn nhậu và cỗ bàn gọi là ẩm thực nhà quê thế thôi, chỉ cứ riêng gia đình nhà mình thôi. Đấy, mình làm để chia sẻ lên để giữ cái kỷ niệm sau này, kỷ niệm của gia đình nhà mình, chứ mình chẳng làm ở nhà ai cả, toàn anh em nhà Biển xoay quanh nhau. Đây này, đang làm này nó lại gọi nhéo nhéo này này. Đấy. Đấy, hôm nay chúng nó nghỉ, nó gọi sớm nhưng còn bố trí được, nhưng bây giờ thôi đang làm này, video này chịu rồi, không đi nữa rồi. Mấy thằng em nó đang gọi rồi, hai ba nhà mà tôi chịu cũng không đi được, đi nhiều cũng mỗi chỗ một vài chén say sưa lắm. Tuyệt vời ông mặt trời. Đây này, cả nhà, cái cải này là xào càng dừa càng tốt, chứ không căn cứ gì mà là xào chín nó bắt ra đâu. Riêng cái cải hầm với thịt lợn, tất cả nhà biết là cải bắp cải mà cuốn với thịt lợn hầm, với các nhà biết, càng dư ăn càng ngon. Đấy, mình cũng ăn cái đấy nhiều rồi, nhưng mình người làm video ấy, ăn rồi nhưng mà biết hết cái món nào, mình ít nhiều mình biết nhưng mình không người làm. Ngon quá, nóng và ngon, ăn nó vị nhặng nhặng đắng, rất chi là ngon thơm rồi nè. Đây, càng xào kỹ càng tốt, dư đi cũng được. Cái cải này nó không căn cứ gì vào xào này, không quan trọng. Tuyệt vời ông mà trời, rất đơn giản mà ngon cả nhà. Mỗi tội này vào bếp này là mình cũng lười lắm, bây giờ mình nghỉ trước, mình ở nhà thổi cơm rồi. Chờ vợ về nữa thổi, lúc 11:30 nó nghỉ lâu lắm, bây giờ 12:00 mới đang sáng, mấy ông em đang gọi đi nhậu nhẹt thì chị để gọi trước, thì là mình cũng không thổi cơm, thì là mình lên đường rồi, bây giờ bữa nó mới gọi, hai ba thằng gọi thì cũng thua không đi được. Nhà ngon. Đấy, xin chào cả nhà nhá. Vào bây giờ sau một chầu làm việc công phu phết ấy, mất được nửa tiếng đồng hồ mới xong bữa ăn. Làm được cái món thịt heo quay xào với lại búp cải đắng, rất chi là ngon. Đấy, cả nhà, cái này xào các dư ăn càng ngon. Nhặng nhặng đắng ăn ngon lắm, cái giống cả búp cải này đắng rất ngon. Ăn kẹp miếng nọ miếng kia ngon lắm cả nhà, ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn. Xong một bữa cơm gia đình quê, đấy, cơm gia đình ở quê nó chỉ thế thôi cả nhà. Vợ mình đang luộc nốt nồi rau. Ngon thật. Luộc thịt lợn lên xong bắt đầu quay một thái xào với búp cải đắng này, cả nhà cứ làm giống Biển ăn xem, rất chi là ngon. Món này trên Tây Bắc thì rất sẵn, ngày xưa những người vùng cao người ta hay ăn cái món này. Mỗi bữa cơm mồi ngon này không thể thiếu được một ly rượu bé bé này nữa. Mời cả nhà nhá. Wow, kích thích ngon cơm. Mọi miếng cải gắp vào miếng này kẹp vào. Cái này mà đúng là phải thịt ba chỉ nó ăn mới ngon cả nhà, nó có tí mỡ mỡ, còn thịt ba chỉ ăn mới ngon. Nhiều khi chả quá nó không ngon. Thịt bây giờ đắt đỏ lắm cả nhà. Lợn hơi 90 sợ. Chứ năm nào đắt hơn năm này. Cái cải này càng dư ăn càng ngon. Riêng cái này dư ăn càng ngon. Nên cả nhà ăn miếng nó phải có đúng thịt ba chỉ ăn ngon lắm. Kẹp miếng rau miếng nọ miếng kia vào.
Ô, con Hoài đâu? Trên nhà kia đâu? Nó không ăn cơm à? Chưa rồi vào xuống ăn nhanh lên gì đó. Ăn dọn còn đi làm chứ ngồi ở nhà đâu mà. Hơn 12 giờ rồi. Nguyên thịt chả này không ăn không ngon mấy cả. Đúng rồi, thịt mà xỉ. Đúng rồi, nhưng mà đi chợ mua mới có cơ. Ở làng mình ấy là có hai cái nhà nó mổ lợn. Mỗi sáng nó mổ một hai con thôi. Đấy. Nhưng cái đồ ngon ấy, ba xỉ, ba chiếc là gọi là tim cặt ấy là nó xuất hết đi. Con bùn nó lấy hết. Đây là nước rau luộc, nước rau luộc của đậu phụ, chấm với bột canh. Đó. Cơm quê chứ thôi, cao lương mỹ vị thì không có, đơn giản nhưng mà ăn lại đảm bảo là rất chi là ngon. Đậu phụ luộc, cái này cũng phải về luộc này cả nhà. Vẫn thua cái này hết, ăn ngon. Cái hai đĩa này ăn thoải mái, cái búp này càng cái non bên trong nó càng đắng, ăn càng ngon cả nhà. Cái này hình như có nơi nó gọi là cải sen, không nhớ. Nhưng mà mình gọi là cải múi dưa. Cải bẹ là múi dưa. Miếng kẹp trên kẹp dưới ăn cái này cả nhà, nó phải ăn cái loại ba chỉ là nó ngon nhất trên đời luôn, như là nó cũng không có. Thế mình chia sẻ những bữa ăn đơn giản mà ai cũng làm được, nó dễ lắm. Ly rượu này là êm, kích thích thị giác, ngon cơm, tiêu hóa tốt. Wow, được ạ. Tuyệt vời, ông mặt trời. Thịt quay xào với búp cải ngon thật. Đậu phụ luộc, rau luộc. Món ăn rất dân dã nhưng
Rồi, xin chào cả nhà nhé, mình kết thúc video ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem. Cả nhà xem thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ cho Việt Biển nhé. Cảm ơn rất nhiều.